Vâng, xin kính chào bà con. Rất vui được gặp lại bà con trong buổi tối livestream trực tuyến của chúng tôi trên kênh Do Tú Chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và trên trang fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch. Như thường lệ, buổi tư vấn trực tuyến của chúng tôi vào các buổi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trong cái khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ. Và trong một khoảng thời gian đó, xin bà con hãy theo dõi và đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký của chúng tôi tập hợp và chúng tôi sẽ trả lời cho bà con, cùng bà con giải quyết những vướng mắc trong quá trình chăn nuôi cũng như những vướng mắc trong quá trình khống chế dịch bệnh, với mục đích để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và giảm thiệt hại trong quá trình chăn nuôi đối với vật nuôi. Và trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ, nếu bà con nào chưa có điều kiện theo dõi hoặc nếu theo dõi nhưng không liên tục thì bà con hãy đăng ký vào kênh YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch để hôm sau có thể biết được những toàn bộ những nội dung mà buổi tối chúng tôi phát trực tuyến trong buổi tối hôm đó. Và trong một khung giờ, một giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ có mấy phần đối với bà con. Phần thứ nhất là lướt báo cùng người chăn nuôi, và phần thứ hai là trả lời trực tuyến đối với bà con đưa ra những câu hỏi thì ban thư ký chúng tôi tập hợp. Và phần thứ ba là tư vấn cho bà con hoặc giới thiệu cho bà con một số những cái sản phẩm thuốc thú y trong quá trình khống chế dịch bệnh cũng như trong quá trình điều trị bệnh đối với vật nuôi khi mà trong quá trình chăn nuôi và đàn vật nuôi của bà con bị mắc bệnh, để nâng cao cái hiệu quả trong quá trình điều trị và giảm được cái giá thành hoặc là giảm được cái chi phí trong quá trình điều trị. Vâng, thưa bà con, trong cái mục lướt báo của người chăn nuôi hôm nay, chúng tôi muốn trao đổi với bà con một chuyện rất lạ ở Sơn La. Một chuyện rất lạ ở Sơn La, đó là bắt cá lăn tập thể dục. Vâng, bắt cá lăn tập thể dục. Thế vậy thì cái việc huấn luyện cho đàn cá tập thể dục tưởng như có ở các trường xiếc, nhưng đó lại là một cái phương pháp được anh Phí Hải Vân, được anh Phí Hải Vân, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La áp dụng vào nuôi cá lăn thương phẩm trên cái lòng hồ sông Đà. Vậy thì đấy là một cái chuyện là cũng là rất là lạ. Và anh Vân cho biết trong trên cái báo Sơn La là phương pháp nuôi cá tập thể dục tuy không phải đầu tư thêm thiết bị nhưng lại yêu cầu người chăn nuôi kiên trì và áp dụng đúng thời gian biểu, tốn khá nhiều công sức. Khi cá đủ 18 tháng thì anh bắt đầu cho cá tập thể dục kéo dài liên tục trong vòng 6 tháng và mỗi ngày 2 lần. Trong vòng 6 tháng tập thể dục, trung bình mỗi cá sẽ giảm được 0,7 kg. Tuy giảm cân nhưng cá bán được cái giá mỗi 1 kg cá lăng tập thể dục cao hơn cá nuôi thông thường từ 40 đến 50 nghìn đồng trên 1 kg. Và chính vì vậy, trong quá trình mà chăn nuôi muốn nâng cao được cái hiệu quả chăn nuôi thì bà con cần phải có những cái kỹ thuật tốt và phải có những tư duy để đưa ra những cái phương pháp chăn nuôi cho hiệu quả để giảm chi phí trong quá trình chăn nuôi và đồng thời cũng tăng cái chất lượng cái sản phẩm của chăn nuôi. Và cái mục đích của cái câu chuyện này thì chúng tôi muốn khuyến cáo bà con là trong quá trình chăn nuôi thì bà con ngoài cái việc nắm bắt được các cái kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi cũng như là các cái quy trình khống chế dịch bệnh thì bà con cần có những cái tư duy mới, cần phải có những cái tư duy mới, và những tư duy mới này sẽ giúp cho bà con tăng cái chất lượng của sản phẩm cũng như là tăng được cái giá thành trong quá trình bán sản phẩm và đồng thời là giảm chi phí trong quá trình chăn nuôi và từ đó mà cái hiệu quả chăn nuôi được cao hơn. Vâng, sang phần thứ hai là phần trả lời trực tuyến của chúng tôi. Xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi để cho ban thư ký chúng tôi tập hợp và trả lời cho bà con. Vâng, chị Hà có câu hỏi
Bò nhà em đẻ được 10 ngày, đi ngoài phân trắng đực, ngoài ra ăn uống bình thường. Xin hỏi chuyên gia có phải bò bị đi ngoài hay không ạ? À, vâng, thì trong trường hợp này thì chắc là chị hỏi là con bê đấy chứ không phải là bò. À, thì đây là cái một cái hiện tượng mà rối loạn tiêu hóa đối với bê cũng như là đối với lợn, do vậy mà chúng tôi thường gọi đấy là bệnh lợn con tiêu chảy phân trắng hoặc là bệnh bê nghé viêm ruột tiêu chảy phân trắng. Thế vậy thì đây là một cái bệnh mà do hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là lúc đầu là do rối loạn tiêu hóa, thì cái quá trình tiêu hóa thu sữa không được tốt và sau đó là dẫn đến hiện tượng là nhiễm khuẩn, và khi mà dẫn đến hiện tượng nhiễm khuẩn thì sẽ gây nên cái hiện tượng là viêm ruột tiêu chảy. Do vậy trong trường hợp này thì theo tôi chỉ cần phải tiến hành các bước sau đây. Bước thứ nhất là phải giữ ấm cho bê, đặc biệt là chuồng nuôi cũng như là nền chuồng nuôi phải là thường xuyên sạch sẽ, khô ráo, và trong những ngày giá lạnh phải giữ ấm cho bê. Có thể là nhốt bê vào trong chuồng, hoặc là trong trường hợp mà giá lạnh quá thì cũng có thể là phải mặc cái áo ấm. Thì cái áo ấm ở đây nói là như vậy thôi, như là dùng các cái chăn bông, chăn len hỏng, hoặc là các cái vải mà phủ lên trên mà buộc vào cái mình cho bê nghe. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Thứ hai là cần phải bắt vú mẹ cho bê bú hàng ngày. Và thứ ba là chị cần phải thực hiện các cái bước sau đây. Thứ nhất là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể. Ví dụ như là dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm cho bê ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng vitamin ADE cùng với vitamin tổng hợp ví dụ như là multivit C hoặc là polyvitamin hoặc là super vita cho bê uống hàng ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, đồng thời là dùng thuốc để diệt cái vi khuẩn bội nhiễm. Thì trong quá trình này thì thường là có thể là do E. coli, hoặc có thể là do Salmonella, hoặc có thể là do vi khuẩn nếm khí. Vì vậy mà chị dùng một trong các loại kháng sinh sau đây. Thứ nhất là dùng Fluphenicol 20% hoặc là Enzofloc 20% hoặc là Enzofloxacin 10% hoặc là Quinolai tiêm cho bê vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và buổi chiều dùng những chế phẩm kháng sinh mà cho bê uống có tác dụng là tác động trực tiếp ở vách ruột như oxytetracycline hoặc là neotesol hoặc là biceptol cho bê uống, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với cái phác đồ trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Và sau điều trị và khi mà bê khỏi khoảng được 1 đến 2 tháng thì chị dùng thuốc để tẩy giun cho bê, bởi vì là cái bê đối với bê cũng như là đối với nghé thường là nhiễm giun tròn ngay ở trong bào thai. Do vậy để mà khống chế được hoặc là đề phòng được cái hiện tượng viêm ruột tiêu chảy thì cần phải tẩy giun tròn cho B hoặc là đồ cho nghé với một trong các loại thuốc sau đây, ví dụ như là levamisole hoặc là ivermectin, thì một trong hai loại thuốc này tiêm bắp cho B liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, hoặc có thể là dùng benpyrazone, thì cái benpyrazone này cho B uống liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Vâng. Khán giả Minh Hoàng có câu hỏi: Thưa thầy, xin hỏi virus cúm gia cầm H5, H7, H9 ở môi trường ngoài luồng, ngoài không khí thì bao lâu thì sẽ chết và không dùng thuốc không dùng? À, vâng, trong các cái trường hợp này thì nó tùy thuộc vào cái nhiệt độ của môi trường. Thế vậy thì nếu mà nhiệt độ của môi trường càng lạnh thì là cái thời gian tồn tại của cái virus cúm này, cúm gia cầm mà càng lâu. Và đây không phải là chỉ riêng virus cúm gia cầm mà là đặc điểm chung của virus nói chung. Thì nếu điều kiện càng lạnh, môi trường bên ngoài
càng lạnh thì cái sự tồn tại của virus càng lâu. Chính vì vậy mà những bệnh mà truyền nhiễm do virus gây nên thường xảy ra vào những cái thời kỳ mùa đông và thời kỳ giá rét, như là giáp Tết hoặc là ngoài riêng, ví dụ như là cúm gia cầm, ví dụ như dịch tả lợn châu Phi, ví dụ như là bệnh tai xanh, ví dụ như là bệnh lở mồm long móng. Thì chính vì vậy mà cái việc mà virus tồn tại ở ngoài môi trường nó tùy thuộc vào cái nhiệt độ ở ngoài môi trường. Thế còn nếu mà cái nhiệt độ cao, ở nhiệt độ ngoài môi trường cao, thì cái virus này nó có thể tồn tại trong một vài giờ, sau đó là nó sẽ bị tiêu diệt hoặc là bị giảm những cái tác động đối với cơ thể vật nuôi. Do vậy trong quá trình chăn nuôi thì bà con cũng như là khán giả cần phải lưu ý, ở đây là gì, là phải vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, cũng như là cần phải định kỳ sử dụng các thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi cũng như tẩy uế môi trường xung quanh để giết virus gây bệnh cũng như là mầm bệnh gây nên bệnh cho đàn vật nuôi nói chung và đối với bệnh cúm gia cầm nói riêng. Khán giả Hồng Phước có câu hỏi: đàn bò có 4 con từ 25 đến 45 tuổi, cho bò ăn củ sắn ngâm với nước có tốt không ạ? Ngâm tầm 2 đến 3 tháng. Vâng, cái việc mà cho bò ăn sắn thì trên thực tế đối với một số các cái vùng miền núi cũng như là vùng trung du trồng nhiều sắn thì người ta thường tận dụng sắn cho không những cho bò mà cho cả lợn và một số các cái gia súc khác ăn. Nhưng trong sắn có một cái chất độc, đó là axit cyanuric. Do vậy nếu mà không sắn mà không được xử lý thì cái hàm lượng axit cyanuric ở trong sắn rất cao, và khi mà gia súc cũng như là vật nuôi ăn vào thì sẽ bị trúng độc. Do vậy để giảm cái chất độc đó là cái axit cyanuric thì cần phải chế biến sắn, cần phải xử lý sắn. Thế việc xử lý ở đây nó có rất nhiều các phương pháp xử lý, ví dụ như là luộc, ví dụ như là sấy khô, ví dụ như là hấp, và ví dụ như là ngâm nước hoặc là ngâm vào nước vôi trong vân vân, hoặc là ủ chua. Như vậy thì trong trường hợp như khán giả nói, ngâm vào nước với khoảng thời gian lâu như vậy thì nó rất mất thời gian, rất mất thời gian. Do vậy trong trường hợp này thì đây là những trường hợp mà chúng tôi cũng đã dùng nhiều để cho xử lý cho gà ăn, cho bò ăn và cho lợn ăn, đó là củ sắn có thể đem được nghiền nhỏ nha. Khi mà thu hoạch thì khán giả cũng như bà con là đem nghiền nhỏ và sau đó đem ủ chua. Thì cái phương pháp ủ chua ở đây là phương pháp mà là ủ yếm khí, cứ một tạ bột sắn là cái củ sắn mài nhỏ ra thì với 10 kg bột cắm ngô hoặc là 10 kg bột cắm gạo cùng với 1 kg muối, cùng với 1 kg muối, và bằng phương pháp này trộn đều ba cái loại này trộn đều với nhau và sau đó đóng kín vào vào túi ni lông và ủ yếm khí. Như vậy thì trong khoảng thời gian ủ yếm khí này khoảng là 30 ngày đến 45 ngày thì sắn cho vật nuôi ăn được và rất thơm và rất là ngon và tăng được cái quá trình tiêu hóa hấp thu, và đồng thời là không gây nên cái hiện tượng là say sắn. Còn nếu mà cho ăn tươi trực tiếp là ăn với hàm lượng lớn, liều lượng lớn thì thường hay bị trúng độc sắn. Và khi mà vật nuôi bị trúng độc sắn, đặc biệt như trâu, bò, lợn thì cần phải dùng cái thuốc giải độc đặc hiệu. Thì thuốc giải độc đặc hiệu đối với giải độc sắn củ ở đây đó là xanh methylene pha với nồng độ 1% và với liều lượng là 1 ml trên 1 kg trọng lượng hoặc là khối lượng của con vật, và tiêm dưới da, tiêm nhiều điểm ở dưới da thì sẽ điều trị được cái hiện tượng trúng độc sắn
xung đột cần sắn cũ. Và tôi nhắc lại là nếu mà cho vật nguyên sắn thì cần phải xử lý sắn để giảm bớt cái lượng axit cyanuric bằng biện pháp phơi khô, sấy khô, rồi luộc hoặc là hấp hoặc là ủ chua vân vân. Khán giả Phạm Hùng có câu hỏi: nhà em có con chó nuôi được 45 tuổi, chó có hiện tượng bỏ ăn, đi ngoài phân dính máu, ngoài da bình thường, em chưa dùng thuốc gì, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, trong trường hợp đấy thì nó có hai cái hiện tượng. Thứ nhất là viêm ruột tiêu chảy do vi khuẩn mà gây nên cái hiện tượng là viêm ruột xuất huyết. Trường hợp thứ hai là viêm ruột do virus, đó là pavo, và chúng tôi thường gọi là pavo virus. Thế vậy thì hai cái trường hợp này nó có cái khác nhau cơ bản ở đây. Cái khác nhau thứ nhất là trong trường hợp mà viêm ruột do nhiễm khuẩn mà viêm ruột xuất huyết thì thường là cái hiện tượng mà chó bị nôn mửa rất là ít, chó bị nôn mửa rất là ít, và cái hiện tượng tiêu chảy thường là nhẹ hơn trong trường hợp là so với parvovirus. Thế còn trong trường hợp mà tiêu chảy do parvovirus thì chó sốt cao này, nôn mửa liên tục này, nôn mửa liên tục và bệnh tiến triển rất là nhanh. Con vật bị tiêu chảy phân mùi tanh khắm và có màu như là màu máu cá. Và nếu mà điều trị không kịp thời thì sau khi mắc bệnh khoảng 3 đến 4 ngày là chó chết. Do vậy là trong trường hợp này, nếu mà cái lượng phân, số lượng phân và cái màu của phân nó không phải là như máu cá, hoặc là phân không tanh khắm và bệnh tiến triển chậm thì đó là bệnh viêm ruột tiêu chảy do vi khuẩn gây nên cái hiện tượng viêm ruột xuất huyết. Còn trong trường hợp mà là chó nôn mửa liên tục, phân có màu máu cá và tanh khắm thì đấy là trong trường hợp mà bị mà parvovirus. Thế vậy thì đối với bệnh mà parvovirus thì hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy mà cái việc điều trị ở đây là dựa trên cái nguyên tắc là dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng. Thứ hai là thuốc điều trị triệu chứng, và thứ ba là dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng để điều trị bệnh kế phát hoặc là diệt vi khuẩn bội nhiễm. Do vậy mà tôi sẽ tư vấn cho khán giả một cái phác đồ điều trị thì trong áp dụng được cả trong trường hợp viêm ruột do vi khuẩn mà gây nên cái hiện tượng là xuất huyết cơ, và cả trong trường hợp là parvovirus. Cụ thể như sau: vấn đề thứ nhất là phải điều chỉnh lại cái khẩu phần thức ăn, tức là trong trường hợp này là phải cho chó là ăn cháo nha, phải cho chó là ăn cháo và cháo loãng. Tất nhiên là không được cho các cái thức ăn tanh hoặc là các chất tanh, ví dụ như là cá hoặc ví dụ như là tôm hoặc ví dụ như mắm tôm vân vân, mà dùng có thể là dùng phổi hoặc có thể là dùng gan hoặc là dùng thịt nạc nấu cháo để cho chó ăn. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải dùng ghi phác đồ như sau: thứ nhất là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với thuốc trợ tim. Thì thuốc trợ tim ở đây thường là dùng long lọng nước, chứ còn caffeine thì rất mẫn cảm đối với chó. Do vậy nếu mà dùng caffeine không cẩn thận thì chó sẽ bị sốc và có thể là gây nên cái hiện tượng cái tỷ lệ chết rất là cao. Do vậy là dùng long lọng nước, và nếu có thì có thể dùng spartin hoặc là spartocom. Thì đây là cái thứ nhất là thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Thứ hai là dùng satosan hoặc là dùng catosan tiêm cho chó, hoặc nếu không có satosan hoặc catosan thì dùng vitamin B12 tiêm cho chó ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và cái loại thuốc thứ hai là điều trị triệu chứng. Thì thuốc điều trị triệu chứng ở đây là dùng thuốc giảm nôn nhá. Dùng thuốc giảm nôn. Thế vậy thì cái thuốc giảm nôn ở đây là khán giả dùng atropin sunfat nồng độ 0,1% hoặc là 1/1000, và ngày tiêm cho chó 1 đến 2 lần, có thể buổi sáng 1 lần và buổi chiều 1 lần, với cái liều lượng tùy theo cái trọng lượng của chó, thì từ 0,5
nhá, từ 0,5 đến 1 ml một lần nhá, 0,5 đến 1 ml một lần và ngày tiêm hai lần, và thuốc này là tiêm bắp. Thì đấy là cái thuốc là thứ hai là thuốc điều trị triệu chứng, và thứ ba là chống cái hiện tượng mất nước và mất chất điện giải. Thì trong trường hợp này thì khán giả cũng như bà con cần phải dùng các cái dung dịch, ví dụ như là dùng dung dịch nước muối sinh lý 0,9%, hoặc là dùng dung dịch Ringer lactate, dùng dịch Ringer lactate, hoặc có thể là dùng dung dịch đường gluco 5%. Thì liều lượng nó cũng tùy thuộc vào cái trọng lượng của chó, nhưng trên thực tế có thể là từ 200 ml đến 300 ml một lần, và có thể tùy theo cái mức độ mất nước chó bị nôn mửa và cái mức độ tiêu chảy ngày, truyền trực tiếp vào tĩnh mạch một lần hoặc là hai lần. Và trong trường hợp này thì khán giả cũng như bà con không làm được, cần phải mời cán bộ thú y đến trợ giúp, và đây là một cái phương pháp mà hồi phục mà giảm cái tỷ lệ rủi ro hay cái tỷ lệ chết đối với bệnh này của chó rất là cao, cho nên là phải truyền dịch để bổ sung nước và chất điện giải cho chó, và đặc biệt là phải dùng thuốc để mà diệt ký vi khuẩn bụi nhiễm gây hiện tượng đường ruột tiêu chảy. Thì bà con cũng như khán giả sử dụng các cái loại thuốc, một trong các loại thuốc sau đây, ví dụ như là dùng Amoc, Amoxicillin tiêm cho chó vào buổi sáng, còn buổi chiều thì dùng những chế phẩm của Septifur, ví dụ như là Sep 5.0 hoặc BioSep hoặc là Sep 7510 hoặc là Septi 1000, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, cùng với việc là cho chó uống Biseptol nhé, Biseptol hoặc là Leotisol. Tức là ngoài cái việc tiêm ra thì còn phải cho uống, và trong trường hợp mà bị viêm ruột nặng thì bà con hoặc là khán giả phải dùng cái thuốc có tác dụng bảo vệ cái niêm mạc ruột và sát trùng đường ruột, đó là nitrat bismuth nhé. Dùng nitrat bismuth, và cái nitrat bismuth này cho chó uống hòa với nước cháo hoặc nước hồ, cho uống hồ tức là cái nước cơm đấy nhé, cho uống liều lượng là 1 gram cho tới 2 gram cho một ngày nhé, 1 gram cho tới 2 gram trong một ngày, và đồng thời cũng dùng thêm các cái men tiêu hóa, ví dụ như là Biosystem. Thì cái này thì men tiêu hóa thì theo chúng tôi là tốt nhất là bà con cũng như khán giả mua cái men tiêu hóa sử dụng cho người nhé, sử dụng cho người nó vừa tiện đỡ phải chia sẻ san sẻ, và nó lại giá thành hạ. Như nãy tôi nêu là Subtilis hoặc là Biosystem cho chó uống, và uống liên tục 10 đến 15 ngày. Với cái phác đồ trên thì điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Thế vậy thì trong trường hợp nếu mà do cái viêm ruột do parvovirus thì để phòng thì bà con cũng như khán giả trong quá trình nuôi chó cần phải lưu ý tiêm phòng. Đối với cái bệnh này thì cần phải tiêm phòng khi mà chó được 4 tuần tuổi, là phải tiêm phòng, dùng cái vaccine để tiêm phòng. Thì trên thực tế đối với chó nó có rất nhiều các loại vaccine đa giá, ví dụ như vaccine phòng 3 bệnh, vaccine phòng 5 bệnh, vaccine phòng 7 bệnh và vaccine phòng 8 bệnh. Nó tùy thuộc tiêm cho chó khi chó được 4 tuần tuổi, và tiêm lại lần thứ hai là 4 tuần sau, tức là sau 4 tuần nữa thì lại tiêm cái vaccine phòng bệnh parvovirus lần thứ hai. Và trong quá trình nuôi chó thì đối với chó đẻ thì hoặc là chó đã lớn rồi thì cứ là một năm tiêm một lần, và với cái biện pháp như vậy thì sẽ khống chế được cái bệnh parvovirus ở chó. Vâng. Khán giả Văn Chức có câu hỏi: lợn được 5 tháng tuổi bị tím tai, đùi xuất huyết, sốt cao, máu đỏ đậm, mắt đỏ, một đàn 10 con bị và đã chết một con, em đã tiêm vaccine dịch tả, xin cho em hỏi nguyên nhân cái khắc phục. Vâng, trong trường hợp mà đó và trong cái điều kiện dịch bệnh hiện nay thì theo chúng tôi có hai khả năng, là thứ nhất là bệnh tai xanh và thứ hai là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi, thế vậy thì nếu là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì cái biện pháp điều trị không được và tốn kém, mà nếu mà không xử lý nhanh thì cái lây lan bệnh rất là nhanh và rất nguy hiểm. Còn trong trường hợp là bệnh tai xanh
thì điều trị theo một cái biện pháp mà nâng cao sức đề kháng, điều trị triệu chứng và điều trị bệnh bụi nhiễm thì cái khả năng hồi phục cũng được là 80 đến 85%. Do vậy theo chúng tôi, để mà có cái biện pháp can thiệp cụ thể thì tốt nhất khán giả lấy mẫu máu đưa tới các cái phòng xét nghiệm ở nơi gần nhất để người ta xét nghiệm cho hai bệnh. Thứ nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi và thứ hai là bệnh tai xanh. Và trong quá trình đợi kết quả của các phòng thí nghiệm đưa ra thì khán giả cũng như bà con cần phải lưu ý tách riêng những lợn bệnh ra khỏi đàn và sau đó dùng thuốc sát trùng, tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh cứ mỗi một ngày một lần, mỗi một ngày một lần. Và nếu mà chăn nuôi với số lượng lớn thì cần phải sử dụng hai người, người chuyên chăm sóc đàn lợn ốm và điều trị đàn lợn ốm, còn người chuyên chăm sóc và đàn lợn khỏe. Có như vậy thì sẽ không gây hoặc là hạn chế được cái hiện tượng lây lan dịch bệnh. Thì đấy là cái biện pháp thứ nhất. Và biện pháp thứ hai là đối với tổng đàn lợn khỏe thì dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng cũng như là bồi bổ cơ thể. Ví dụ như là dùng vitamin ADE, vitamin C và vitamin tổng hợp, thuốc giải độc gan thận hòa với nước cho lợn uống tự do hàng ngày nhé, cho lợn uống tự do hàng ngày. Còn đối với những con lợn ốm thì trước hết là cũng dùng thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng cũng như là bồi bổ cơ thể và đợi cái kết quả nhé, và đợi kết quả của phòng xét nghiệm. Thế vậy thì khi mà có kết quả của phòng xét nghiệm thì có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là cho khi kết quả là dịch tả lợn châu Phi dương tính. Thì nếu mà có kết quả dịch tả lợn châu Phi dương tính thì khán giả cũng như bà con cần phải hủy cái đàn lợn đó, xử lý đàn lợn đó thật nghiêm ngặt, tránh trường hợp là bán chạy hoặc là mổ thịt để phân phối. Nếu mà làm như vậy thì cái hiện tượng lây lan dịch bệnh rất là nhanh và nó gây thiệt hại rất lớn đối với những người chăn nuôi khác hoặc là các cái vùng khác. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất là bà con cần chú ý. Còn trường hợp thứ hai là báo cái dịch tả lợn châu Phi âm tính, thì trong trường hợp này là báo cái bệnh tai xanh dương tính hoặc là bệnh tai xanh âm tính thì khán giả cũng như bà con dùng một cái phác đồ mà chúng tôi nêu ra sau đây. Việc thứ nhất là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng cũng như thuốc bồi bổ cơ thể, ví dụ như vitamin C kết hợp với B1, kết hợp với caffeine và kết hợp với urotropin, tiêm cho lợn ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thứ hai là dùng catosan hoặc satosan, tiêm cho lợn ngày 1 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thì đây là thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng. Thuốc thứ hai là dùng glucocase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp, ví dụ như là multivit C hoặc là supervita hoặc là polyvitamin kết hợp với vitamin ADE và thuốc giải độc gan thận hòa với nước. Và nếu mà lợn có hiện tượng sốt thì dùng paracetamol hoặc là parac hoặc là thuốc cảm cúm hòa với nước sạch cho lợn uống tự do hàng ngày. Thứ ba là dùng thuốc kháng sinh để điều trị cái vi khuẩn bụi nhiễm hoặc là để diệt cái vi khuẩn bụi nhiễm. Thì cái kháng sinh là cần phải dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng và ít bị vi khuẩn kháng thuốc, cụ thể là dùng Amoc LA hoặc là Gentamoc LA hoặc là Genmoc LA, tiêm cho lợn vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn buổi chiều thì dùng những chế phẩm có Certifor, ví dụ như là Cep 5.0 hoặc Cep Kết 7510 hoặc là Biocep hoặc là Septi 1000, tiêm cho lợn vào buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với cái phác đồ trên, điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Thì đấy là cái biện pháp mà khống chế dịch bệnh trong cái câu hỏi mà khán giả nêu ra. Và chúc khán giả cũng như bà con gặp các trường hợp đó thì cần phải tuân thủ theo các cái bước mà chúng tôi tư vấn thì sẽ hạn chế được cái thiệt hại và đồng thời nâng cao được cái hiệu quả điều trị. Khán giả Văn Tuấn có câu hỏi:
Nhà em lợn nái đẻ được 8 con, 2 con bị chết ngạt, 3 con thai lưu. Em đã tiêm thuốc và thụt rửa cho lợn mẹ nhưng bị ra nhiều dịch trắng. Cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, thì trong trường hợp đấy thì do cái hiện tượng là chết lưu vào hoặc là cái hiện tượng đó chúng tôi thường là cái gọi là cái hiện tượng là hội chứng rối loạn sinh sản, thì rối loạn sinh sản có thể là gây nên hiện tượng chết lưu, có thể là gây nên hiện tượng chết yểu, hoặc có thể gây nên hiện tượng sảy thai, hoặc có gây nên hiện tượng là viêm đường sinh dục. Thế vậy thì trong trường hợp đấy là do chết lưu, cũng như là trong trường hợp mà chết yểu và ảnh hưởng tới cái đường sinh dục, và cái hiện tượng đấy là viêm đường sinh dục. Và trong trường hợp này thì theo chúng tôi khán giả cần phải lưu ý làm các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải thụt rửa tử cung hay là thụt rửa đường sinh dục. Thì cái nước để thụt rửa tử cung hoặc thụt rửa đường sinh dục có thể là dùng nước muối sinh lý 0,9%, hoặc có thể là dùng thuốc tím 0,1% hoặc là 1/1000, hoặc trên thực tế người ta thường dùng mà vừa có hiệu quả cao mà ít bị kháng thuốc mà dễ kiếm, đó là nước lá trầu không sắc đặc. Tức là lấy một nắm lá trầu không cho vào cái xoong hoặc một cái nồi và đổ 1 lít nước, sau đó đun sôi kỹ và để cho ấm, rồi dùng tay vò lát cái lá trầu không đó và gạt lấy nước trong, bỏ bã đi, có hòa thêm một chút muối vào để thụt rửa vào cái tử cung cho lợn. Và sau khi mà thụt rửa vào cái tử cung, cái nước lá trầu không sắc đặc cho vào tử cung cho lợn, thì dùng thuốc để tiêm kích thích tăng cường co bóp cơ trơn tử cung để đẩy cái dịch viêm cũng như là đẩy cái nước thụt rửa. Ví dụ như là dùng oxytocin hoặc là Hanprot, nhưng tốt nhất là người ta dùng Hanprot. Bởi vì sao? Hanprot vừa có tác dụng là kích thích đẩy cái dịch viêm cũng như là nước thụt rửa ra khỏi đường sinh dục, mà nó còn có tác dụng là làm cho lợn chóng động dục trở lại. Cho vậy là dùng Hanprot tiêm cho lợn liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Sau khi mà tiêm Hanprot và nước thụt rửa cũng như là dịch viêm được đẩy hết ra ngoài, thì phải dùng viên kháng sinh đặt vào trong tử cung cho lợn. Thì cái viên kháng sinh đây là đến khán giả hoặc là bà con đến cái hiệu thuốc nhân y và nói là mua kháng sinh đặt vào tử cung. Thì cái thuốc này nó có thể là Aureomycin, hoặc có thể là Amoxicillin, hoặc có thể là Oxytetracycline, và đặt 3 viên, mỗi một viên 1 gram, hay nói một cách khác là 3 gram. Và nhớ là phải đặt vào qua cổ tử cung, để ở trong tử cung. Và dùng thuốc kháng sinh điều trị toàn thân thì dùng Amox LA tiêm buổi sáng, còn buổi chiều là dùng những chế phẩm có Septifur, ví dụ như là Sep 5.0, Biosep hoặc Sep Cat 7510 hoặc Septi 1000 tiêm. Đồng thời là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và với cái phác đồ trên điều trị liên tục 5 đến 7 ngày thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng là viêm nhiễm đường sinh dục hoặc là viêm tử cung trên con nái của nhà khán giả. Chị Nhung có câu hỏi. Nhà em có 200 con dê thương phẩm, có biểu hiện nhiều con ở chân dê, có nhiều lốt sần sùi như gai mít, một thời gian sau chảy ra mủ màu trắng xám, rụng lông, trên người có nhiều lốt trắng tinh và sần sùi, chảy nước mũi, ngoài da bình thường, có dấu hiệu lây lan sang con khác và bệnh phát triển nhanh. Dê đã bị nhiều tháng nay và đã dùng thuốc sát trùng nhưng không đỡ. Em đã dùng iodine, gentamicin, xin nhưng không đỡ, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, cái hiện tượng trên thì theo chúng tôi rất có thể đấy là cái hiện tượng nấm da. Và từ cái nấm da mà cái môi trường chăn nuôi không được tốt thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn ở da mà gây nên cái hiện tượng các bụt mủ ở cái vùng da bị nấm. Và đồng thời là kết hợp với viêm đường hô hấp, đồng thời nó kết hợp với viêm đường hô hấp. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi khán giả cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất là phải vệ sinh môi trường chăn nuôi. Cụ thể là chuồng nuôi, sàn nuôi, gầm chuồng nuôi là cần phải được dọn vệ sinh sạch sẽ và phải giữ khô ráo hàng ngày.
đồng thời dùng thuốc sát trùng để tẩy uế cái gầm chuồng nuôi, sàn nuôi và cái môi trường xung quanh cứ một ngày một lần và liên tục 2 đến 3 tuần liền. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là cần phải giữ ấm cho dê, đặc biệt là trong những ngày giá lạnh. Ví dụ như là không thả chăn dê vào những ngày giá lạnh và đặc biệt là có cái hiện tượng mưa. Thứ hai nữa là cái chuồng nuôi mà cái hướng gió lùa cần phải che nhé, cần phải dùng vải bạt che cái hướng gió lùa, và trong trường hợp mà giá lạnh nữa thì cần phải sử dụng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho đàn dê. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà khán giả cần phải lưu ý. Và bước thứ hai là dùng một cái phác đồ điều trị như sau. Việc đầu tiên là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng cũng như bồi bổ cơ thể, ví dụ như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine, tiêm cho dê ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng satosan hoặc là catosan tiêm cho dê ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và thứ ba, dùng kháng sinh, ví dụ kháng sinh ở đây là dùng amoc la hoặc là gentamoc la hoặc genmoc la hoặc là ampicana tiêm cho dê vào buổi sáng. Và buổi chiều dùng những chế phẩm có Septifur, ví dụ như là Sep 5.0 hoặc Biosep hoặc Sep Cat 510, tiêm cho dê buổi chiều liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và đặc biệt dùng thuốc giảm viêm đối với những dê mà không mang thai hoặc là không có chửa thì dùng Desamethasone tiêm cho dê ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng thuốc để điều trị cái hiện tượng nấm da và nhiễm trùng da thì khán giả dùng nước lá chỗ không sắc đặc nhá, nước lá chỗ không sắc đặc tắm cho vào vùng da mà có cái hiện tượng nấm và có hiện tượng mụn mủ. Và trong trường hợp mà cái vùng da mà bị nốt sần dày thì cần phải dùng cái bàn chải giặt quần áo đánh bật cái vùng da đó, và sau đó là dùng nước phèn chua 3% tắm tiếp hoặc là trà sát rửa tiếp cái vùng da mà bị nấm. Rồi dùng cái bông gạc hoặc là vải thấm khô cái vùng da đó, rồi bôi iodin nhé, bôi iodin 10%. Và sau khi bôi iodin xong rồi thì dùng ASA hoặc là BSI. Thì cái ASA, dung dịch ASA hoặc là BSI là ở nhân y nhé, ở hiệu thuốc nhân y, và bôi ngày 2 lần sáng và chiều nhé, sáng và chiều. Thì đấy là cái xử lý cái vùng da mà bị nấm. Và với cái pháp phù trên, khán giả điều trị liên tục 7 đến 10 ngày. Vâng. Khán giả Nguyễn Thị Hà có câu hỏi: lợn con 2 tháng tuổi, lợn có hiện tượng bỏ ăn, sưng mắt, đi ngoài phân loãng màu hồng, sốt cao, co giật, bị trong một ngày rồi chết. Em đã dùng thuốc nhưng không đỡ, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, thưa chị, với cái độ tuổi của lợn cũng như là cái triệu chứng của lợn như chị mô tả thì theo chúng tôi ở đây rất có thể đấy là bệnh phù đầu sưng mặt là ở lợn. Và để khắc phục cái hiện tượng trên thì chị cần phải lưu ý các cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là tách lợn bị bệnh ra khỏi đàn và sau đó dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là điều chỉnh lại cái khẩu phần thức ăn. Thì trong trường hợp điều chỉnh lại khẩu phần thức ăn ở đây là gì? Là phải giảm cái lượng thức ăn tinh và tăng cái lượng thức ăn rau xanh, tức là cho tăng ăn rau xanh lên. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba là dùng kháng thể E. coli tiêm cho toàn bộ đàn lợn, cả những con khỏe và những con ốm ở trong cái đàn lợn đó, và tiêm liên tục 3 ngày liền. Lưu ý khi mà dùng kháng thể E. coli tiêm cho lợn thì thường có một số trường hợp là có hiện tượng sốc phản vệ, ví dụ như là sùi bọt mép, run rẩy hoặc co giật, nhưng nó không ảnh hưởng gì, sau một khoảng thời gian nhất định nó sẽ hồi phục lại, cho nên chị cũng như là bà con chúng ta an tâm. Và đồng thời là dùng thuốc để diệt ký vi khuẩn E. coli, thì thuốc có tác dụng đặc trị đối với vi khuẩn E. coli, ví dụ như là dùng colistin hoặc là
Enzofloc 20% hoặc là Chlorpheniicol 20% hoặc là Thiamphenicol 20% hoặc là Flo 20 tiêm cho lợn là ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng thuốc trợ sức trợ lực cũng như nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với phác đồ trên nhá, với phác đồ trên thì tôi nhắc lại là kháng thể Ecuri thì tiêm liên tục 3 ngày liền. Thế còn kháng sinh mà chúng tôi nêu ở trên để diệt cái vi khuẩn thì tiêm liên tục từ 5 đến 7 ngày. Và với cái phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn lợn như chị mô tả, và chúc chị xử lý thành công. Khán giả Huy Trường có câu hỏi: bò 1 tuổi biểu hiện trướng bụng, sùi bọt mép, bãi hai chân, vẫn ăn bình thường, cho em hỏi nguyên nhân cách khắc phục. Vâng, cái hiện tượng mà trướng bụng, bãi chân hoặc là sùi bọt mép thì đây cũng là một cái hiện tượng là do cái trướng hơi dạ cỏ nó gây nên. Vì vậy trong trường hợp này thì nó tùy thuộc vào cái hiện tượng trướng hơi dạ cỏ, nó có rất nhiều vấn đề. Ví dụ như là ăn phải thức ăn ôi mốc, thứ hai là ăn phải những thức ăn mà dễ lên men sinh hơi, thứ ba là có thể là do trúng độc. Nhưng trong trường hợp mà như khán giả nêu trên thì đây là cũng có thể là do cái thức ăn. Vì vậy trong trường hợp này thì theo chúng tôi là khán giả cần phải sử dụng những phác đồ như sau. Việc đầu tiên là phải tẩy cái chất chứa ở trong dạ cỏ ra. Thì cái việc mà dùng thuốc tẩy trừ chất chứa ở đây là dùng sunfat magie hoặc là sunfat natri với liều lượng là 200g cho đến 300g hòa với 1 lít nước cho bò uống một lần ở ngày đầu điều trị, nhớ là chỉ cho uống một lần thôi. Và đồng thời là dùng tỏi, tỏi thì 3 củ giã nhỏ hòa với 100ml rượu, sau đó hòa thêm với 300ml nước và cho bò uống ngày một lần. Và thứ ba là dùng thuốc để kích thích cái nhu động dạ cỏ như là pilocarpin hoặc là strychnine sulfate tiêm cho bò ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và thứ tư là dùng thuốc để ức chế sự lên men sinh hơi. Thì thuốc ức chế sự lên men sinh hơi ở đây là dùng, có thể là dùng nước dưa chua nếu mà có nước dưa chua, hoặc có thể là dùng nước mắm nha, hoặc có thể là dùng nước lá thị, hoặc có thể là sử dụng một số các cái dung dịch khác và cho bò uống ngày một lần. Đã, cho bò uống ngày một lần. Và để trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng thì dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho bò ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và nếu có điều kiện thì dùng dung dịch đường gluco 10% truyền trực tiếp vào tĩnh mạch cho bò thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ cao, và với phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn bò như là chị cũng như là khán giả mô tả. Chúc chị cũng như khán giả xử lý thành công. Vâng, trong cái phần cuối cùng thì tôi giới thiệu với bà con một cái loại thuốc, mà đây là cái thuốc mà sử dụng cái công nghệ mới và để tăng cái thời gian sử dụng thuốc cũng như là cái hiệu quả của thuốc, đó là Flo 45 LA theo cái quy trình hoặc là theo cái công nghệ là micro cộng. Thì thuốc này nó có tác dụng rất là tốt, tác dụng kéo dài rất là lâu, là 72 giờ và nó có tác dụng đặc trị là hen suyễn phó thương hàn, đặc trị hen suyễn này, phó thương hàn này, xoắn khuẩn này, viêm phổi dính sườn này, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa và Ecuri vân vân. Thì đây là một cái loại thuốc mà cái hoạt phổ kháng sinh rất là cao và cái tác dụng điều trị rất là rộng, và là một cái loại thuốc mà được sản xuất theo cái công nghệ mới, đó là micro cộng, và đây là chế phẩm của cái tập đoàn là thuốc công ty cổ phần thuốc thú y Sacan nhé, Sacan sản xuất, và đây là dung dịch tiêm. Thì liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và chúng tôi giới thiệu cho bà con
sử dụng cái loại thuốc này vừa có tác dụng kéo dài, hiệu quả điều trị cao, công nghệ mới và cái diện điều trị rất là rộng. Cho nên là trong quá trình chăn nuôi thì bà con cần sưu tầm cái loại thuốc này để sử dụng khi mà đàn vật nuôi của bà con bị bệnh. Và một lần nữa xin cảm ơn bà con đã một chút thời gian theo dõi cái chương trình tư vấn trực tuyến trên kênh YouTube chuyên gia Phạm Quang Thạch và trên trang fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Thạch. Và một lần nữa là chúc bà con một buổi tối tốt lành.